chiều ngày 12 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày 11 tháng 7 khiến 3 công nhân tử vong. Thời gian trên, anh S 41 tuổi, anh T 38 tuổi và Phùng Lao U 31 tuổi vào trong hầm thủy điện Nậm Củi một cách cửa hầm khoảng gần 1 km để thi công thì gặp tai nạn tử vong. Theo vị lãnh đạo xã Nậm Hàng trong số 3 công nhân tử vong có một người ở huyện Phong Thổ Lai Châu, một người quê Yên Bái và một người quê Hà Giang. Sau khi nhận tin báo chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tới hiện trường chiều ngày 11 tháng 7 thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hầm thủy điện. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Ngày 8 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có báo cáo chi tiết về vụ tai nạn lao động xảy ra tại xưởng sản xuất của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gỗ Hoàng Thông ở khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 6 tháng 7 khi nhóm công nhân bộ phận bảo trì của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gỗ Hoàng Thông đang kiểm tra máy móc trong xưởng thì phát hiện khói bốc lên từ bồn chứa bụi gỗ ở hành lang phía sau xưởng sản xuất. Nhóm công nhân bảo trì cùng với khoảng 20 công nhân tại xưởng đã kéo dây và bơm nước dập lửa. Tuy nhiên, do vụn gỗ từ phía dưới bồn bốc cháy đột ngột, 9 công nhân đã bị thương. Cả 9 người bị thương sau đó được công ty đưa đi cấp cứu, trong số này, 4 người bị bỏng nặng trên 50% cơ thể đã được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Hiện ba người đã hồi phục sức khỏe tốt, riêng anh Lê Văn Phi bị bỏng đến 60% cơ thể và đang được theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu. Năm công nhân bị thương nhẹ được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hiện nay tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông đã đóng viện phí cho các công nhân bị thương. Công ty cũng hỗ trợ đầy đủ chỗ ăn ở cho người nhà nạn nhân và 10 triệu đồng cho mỗi gia đình để có chi phí chăm sóc người bệnh. Ngoài ra, công ty cũng đảm bảo trả đầy đủ lương, thu nhập cho các công nhân và người nhà công nhân trong thời gian họ nằm viện và chăm sóc người bệnh. Lãnh đạo công ty đã đến động viên người nhà, người bệnh và trao đổi với bác sĩ để có phương án điều trị tốt nhất cho người lao động bị tai nạn. Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty đã cử 4 cán bộ công đoàn, mỗi bệnh viện hai người túc trực tại hai bệnh viện để hỗ trợ người nhà chăm sóc bệnh nhân và làm các thủ tục bệnh viện yêu cầu. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các công nhân bị bỏng trong vụ tai nạn lao động, trích từ quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ 5 công nhân bị thương nhẹ với tổng số tiền 24 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện Bắc Tân Uyên cũng hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng. Đối với 4 công nhân bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao 40 triệu đồng từ quỹ, mỗi người 10 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện Bắc Tân Uyên cũng hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Trịnh Đức Tài cho hay: Qua xác minh ban đầu, vị trí xảy ra tai nạn lao động là khu vực bồn hút bụi có chiều ngang 4,5m, cao 19m, dài 13m. Bồn phía trên có chiều ngang 3m, dài 6m, cao 6m. Nóc bồn chứa bột gỗ, có một đường ống dẫn dùng để chứa bụi gỗ, thông từ phía trong nhà xưởng sản xuất ra bên ngoài và đưa lên hệ thống xử lý trên bồn. Vào 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, tại xưởng sản xuất của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông, đóng tại lô 2D3, 2D4, đường CN3, CN8 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhóm công nhân bộ phận bảo trì gồm Trịnh Quốc Quang, Hải, Xanh và Hoan, chưa rõ thông tin, đi kiểm tra máy sản xuất trong xưởng thì nghe có tín hiệu báo khói. Sau đó cả nhóm đi kiểm tra thì phát hiện có khói bốc lên từ bồn chứa bột gỗ ở hành lang phía sau nhà xưởng sản xuất. Nhóm người này đã cùng những công nhân có mặt tại đó khoảng 20 người kéo dây và bơm nước tưới phía trên nóc bồn chứa bột gỗ đang bốc khói thì đột nhiên phía dưới của bồn bốc cháy khiến 9 người bị thương. Công nhân bị thương đã nhanh chóng được đi đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Đến chiều cùng ngày, có 4 người được chuyển đến bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang tiếp tục được theo dõi điều trị. Hiện có 3 người bị bỏng mức độ khá nặng, đó là anh Danh Ngọc Quy bị bỏng lửa mức độ 1 2 3 diện tích khoảng 50% ở vùng đầu, mặt, cổ, lưng, bụng và tay chân. Anh Nguyễn Văn Ro bị bỏng lửa mức độ 1 2 3, diện tích khoảng 50%. Anh Lê Văn Phi bỏng từ 50 đến 60% ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, lưng, hai chân. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 10 ngày 18 tháng 6 tại thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Thời điểm trên, ông Đỗ Xanh Thanh, 49 tuổi, là công nhân đang ở dưới lán công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Tuấn Minh là đơn vị thi công, thì thấy mất điện. Khi ông Thanh đi qua công trình tới khu vực thang tời vật liệu thì phát hiện 10 công nhân nằm dưới đất, khu vực phía dưới thang tời. Sau đó ông Thanh gọi mọi người đến tham gia đưa 10 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện 105. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bệnh viện thông báo có 3 nạn nhân tử vong, 7 nạn nhân bị thương đang tiếp tục được điều trị. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức cá nhân để tiến hành điều tra vụ việc theo thẩm quyền, đề nghị thành phố hỗ trợ thăm hỏi gia đình nạn nhân, số tiền 10 triệu đồng một người tử vong, 5 triệu đồng một người bị thương nặng, 3 triệu đồng một người bị thương nhẹ. Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quốc Oai vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngày 24 tháng 6, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Đông Yên liên quan tới vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương. Trước đó, chiều tối 18 tháng 6, tại công trình xây dựng trên xảy ra vụ tai nạn lao động một công nhân đang ở dưới lán công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B thì phát hiện sự cố mất điện. Người này đã ra đi phía sau công trường, nơi để thang tời vật liệu kiểm tra thì phát hiện 10 người đang bị thương nằm ở dưới đất. Ngay lập tức, công nhân này đã hô hoán đồng nghiệp đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 105 Sơn Tây. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, do thương tích quá nặng nên ba nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Đình Tê, sinh năm 1976, trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, anh lò văn S, sinh năm 2001, trú tại xã Trường Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La. Anh Nguyễn Văn Y, sinh năm 1988, trú tại huyện Bắc Mê, Hà Giang. Bảy nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Nhận được tin báo vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Đông Yên, xác minh, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chiều ngày 24 tháng 6, đại tá Phạm Danh Mạnh, trưởng công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Cùng ngày, ông Đỗ Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Yên thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 10 ngày 18 tháng 6 tại địa bàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Thời điểm trên, anh Đỗ Danh Tê, sinh năm 1975, trú tại xã Việt Yên, huyện Quốc Oai, là công nhân đang ở dưới lán công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B thì thấy mất điện. Khi anh Tê đi lên phía sau cổng trường, khu vực để thang tới vật liệu để kiểm tra thì phát hiện có 10 người đang bị thương nằm dưới đất. Ngay lập tức anh Tê gọi một số người khác trong công trường gồm Vương Văn Nở sinh năm 1991 và Đỗ Thế Dê sinh năm 1984 đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 105 Sơn Tây. Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày do thương tích quá nặng nên ba nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Đình Tê sinh năm 1976, trú tại xã Đông Quang, huyện Quốc Oai, Lò Văn S sinh năm 2001, trú tại xã Trường Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La, Nguyễn Văn Y sinh năm 1988, trú tại huyện Bắc Mê, Hà Giang. Còn 7 nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Đông Yên xác minh điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.